Về vụ cướp ngân hàng bất thành ở chi nhánh ngân hàng Sacombank tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận vài ngày qua, hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm, công an cũng đang truy bắt đối tượng còn lại trong băng nhóm. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này đã khai nhận những gì? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Theo camera an ninh ghi lại, vào lúc 14 giờ 25 ngày 3 tháng 3 có 3 đối tượng đi trên hai xe máy đến ngân hàng. Một đối tượng dùng vật có hình dạng giống súng yêu cầu nhân viên ngân hàng trên đưa tiền. Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì các đối tượng chạy ra ngoài ngân hàng và lên xe tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh truy bắt đối tượng gây án. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ ngày 4 tháng 3, lực lượng công an đã bắt hai đối tượng gồm Trương Minh Thiện sinh năm 1989 ngụ quận 8 và Trương Vĩnh Sương sinh năm 1989 ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Thiện và Sương khai nhận các đối tượng là bạn bè của nhau, do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên cả nhóm đã rủ nhau đi cướp ngân hàng.